Bản thân Đoàn Di Băng, nhà thiết kế Quách Thái Công giàu cỡ nào? Có câu may tầng nào gặp may tầng đó, ắt hẳn phải có lý do. Bởi rõ ràng vợ chồng doanh nhân quận 7 giàu có tiếng, Đoàn Di Băng, Nguyễn Quốc Vũ, ắt hẳn phải là bạn của nhà thiết kế nổi tiếng về độ sang Quách Thái Công. Bỏ ra vài trăm tỷ xây nhà thì việc xuống tay vài tỷ làm thiết kế thì cũng bình thường thôi, đúng không nào? Lấy chưa? Vậy vợ chồng Đoàn Di Băng giàu cỡ đó thì nhà thiết kế của họ giàu cỡ nào? Suốt những ngày qua, cặp vợ chồng đại gia quận 7 bị dí không trừ phát nào bởi sự giàu có được cho là mập mờ, bởi sự làm từ thiện khiến bao người ái mộ lại bị cho là có gì đó sai sai. Bất chấp mọi lời bàn tán, không làm sao phải sợ, anh chị đại gia đã lên video tái xuất với những lời khẳng định về chất lượng sản phẩm doanh nghiệp mình. Bởi đây là vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp tới việc kinh doanh của họ, đính kèm là lời tuyên bố xanh chín, làm từ thiện đúng sai thế nào, ra sao kê là xong hết. Cơ mà vẫn chưa xong đâu, dư luận vẫn còn xôn xao lắm. Cùng thời điểm này, anh bạn thân cũng là nhà thiết kế nổi tiếng với những phát ngôn sốc, Quách Thái Công của vợ chồng Đoàn Di Băng cũng bất ngờ nổi lên với tin đồn trao thuê mặt bằng tỷ bạc ở trung tâm quận 1. Không im lặng, không mở ẩn khi có lùm xùm như ông bà bạn thân Vũ Băng, Quách Thái Công đã lên tiếng dẹp loạn bằng bài viết chất như nước cất rằng không có chuyện trả mặt bằng tiền tỷ đâu nha. Thậm chí trước khi lên tiếng, anh bạn thân còn khoe nhẹ việc mua nhà ở Paris hoa lệ nữa mà. Thế rồi dân tình lại được dịp xôn xao, anh này giàu cỡ nào, có hơn cặp vợ chồng đại gia quận 7 hay không? Thì đây, xương về tiểu sử nha, bố của Thái Công là người Việt gốc Hoa, mẹ là người Việt. Nhà của Thái Công sở hữu công ty kinh doanh sản phẩm dầu gội và keo xịt tóc nổi tiếng một thời. Vào năm 1981, Thái Công theo bố mẹ sang Đức định cư. Tại đây, ông bắt đầu cuộc sống tự lập và tích góp tiền của để theo đuổi đam mê. Và Thái Công từng làm nghề ảo thuật gia để kiếm tiền trang trải cuộc sống đó nha. Với số tiền từ công việc này, Thái Công đã sắm sửa được nhiều vật dụng nội thất thời trang mà ông yêu thích. Ông từng theo học chuyên ngành thiết kế thời trang tại Hamburg. Sau khi tốt nghiệp, Thái Công từng làm stylist và nhiếp ảnh gia một thời gian. Cơ duyên trùng hợp đã khiến ông gặp được một người làm thay đổi tương lai sau này và giúp ông quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực thiết kế nội thất. Sau những cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, vào năm 2004, Thái Công mở showroom tại Hamburg. Chỉ sau 3 năm, ông thành lập công ty của riêng mình. Sau nhiều năm lăn lộn ở nước ngoài, năm 2012, Thái Công quyết định quay về Việt Nam. Không lâu sau, ông mở văn phòng và showroom nội thất theo phong cách Đông Tây kết hợp ở thành phố Hồ Chí Minh. Việc có showroom ở vị trí đắc địa thuộc trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với giá 1 tỷ một tháng ở hiện tại cũng thể hiện được sự giàu có, đẳng cấp của Thái Công rồi đúng không nào? Và tên tuổi của Thái Công thực sự được nhiều người biết đến là vào năm 2021, khi nam doanh nhân này ký hợp đồng thiết kế 7,5 tỷ đồng, chưa gồm nội thất cho biệt thự vài trăm tỷ đồng cho vợ chồng Đoàn Di Băng. Kể từ đó, người ta biết tới một nhà thiết kế tên Quách Thái Công là người chuyên thiết kế nội thất cho giới nhà giàu, truyền bá phong cách sống thượng lưu đúng với mục tiêu phục vụ 10% của 1% người giàu ở Việt Nam. Cũng chính Quách Thái Công là nhà thiết kế hạng sang đầu tiên bán đồ super luxury siêu cao cấp trên một nền tảng bán hàng trực tuyến. Thời điểm đó, cộng đồng mạng đã được phen náo loạn trước kênh Thái Công TV khi rao bán các vật dụng nội thất trong nhà với giá trên trời. Đơn cử như một bình hoa màu xanh nhìn khá đơn giản có giá hơn 235 triệu đồng, dụng cụ gấp đá có giá khoảng 10 triệu đồng, hộp đựng khăn giấy hơn 31 triệu đồng, xô đựng đá 70,3 triệu đồng, nến thơm cũng có giá dao động 3 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng. Tất nhiên với cá nhân Quách Thái Công, ông cũng luôn thể hiện mình là người có lối sống sang trọng, xa xỉ, sở hữu những bộ quần áo phụ kiện đắt tiền và đặc biệt là những phát ngôn sặc mùi quý tộc. Đây cũng liên quan tới bản thiết kế vĩ đại trị giá 7,5 tỷ đồng cho căn biệt phủ của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ. Thái Công từng nói rằng, cái toilet mà còn để bên cạnh bồn tắm thì làm sao hiểu được phong cách sống. Ngay lập tức, quan điểm của ông đã khiến dân mạng bùng lên một cuộc tranh luận gay gắt. Cũng chính Thái Công từng có tuyên bố cực gắt về chuyện đi du lịch. Theo đó, ông cho rằng nếu đi máy bay, ít nhất phải đi hạng thương gia hoặc hạng nhất, không thì thôi. Nếu không tiền thì anh không đi, anh ở nhà, vì anh biết đi du lịch hạng rẻ tiền rất mệt mỏi, từ việc phải tự check-in, ra xếp hàng, rồi bay qua New York phải đổi vé, chờ đợi 4-5 tiếng đồng hồ quá mệt mỏi. Nhà thiết kế Thái Công cũng từng khiến dân tình tranh luận sôi nổi với quan điểm cởi giày khi lên tàu là ngoại lệ của ông. Ngoài ra, thông thường nếu vào nhà ai đó mà phải cởi giày, nam nhà thiết kế sẽ chọn cách bỏ về. Tôi rất kỵ đi đến đâu mà bắt cởi giày, nhưng lên du thuyền thì cởi giày là phong tục bình thường. Còn nếu ai mời Thái Công về nhà mà bắt phải cởi giày thì Thái Công sẽ đi về. Mấy ní nghĩ xa về người bạn thân này của vợ chồng Đoàn Di Băng và những phát ngôn từng gây tranh cãi của anh ấy. hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog sắp hội ngộ. Sau chuyến thiện nguyện tại Angola vào năm 2022, Thùy Tiên, Quang Linh Vlog đã nhận về nhiều sự quan tâm lớn. Thậm chí thì các fans còn liên tục đẩy thuyền, bất chấp người trong cuộc nói lời sanh chính. Và thế là mỗi khi nhắc đến người này, người kia lập tức được gọi tên như một luật bất thành văn vậy đó. Mặc dù đã hợp tác chung trước đó, song phải đến chuyến thiện nguyện tại Angola, Thùy Tiên, Quang Linh Vlog mới được khán giả biết đến như một cặp bài trùng chính hiệu. Cũng từ đây mà mọi hoạt động kết hợp của họ, bất kể ở trong hay ngoài nước, đều nhận về sự quan tâm lớn. Gần đây nhất, Hoa hậu Thùy Tiên cùng team châu Phi đã đến Lào Cai và Yên Bái để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi với tổng số tiền là 600 triệu đồng. Sự kết hợp này khiến nhiều người bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục được thấy sự hợp tác giữa Thùy Tiên và Quang Linh Vlog trong các sự kiện tiếp theo. Trong khi livestream với người hâm mộ, Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlog, bất ngờ tiết lộ em trai với Hoa hậu Thùy Tiên sắp hội ngộ tại Việt Nam. Cụ thể, Quang Linh Vlog sẽ trở về quê nhà vào tháng 10 để chuẩn bị kết hợp với Hoa hậu Thùy Tiên trong dự án mới. Trước chia sẻ của chị gái Quang Linh Vlog, ai nấy đều bày tỏ sự vui mừng về cuộc hội ngộ này. Vào tháng 5 vừa qua, Hoa hậu Thùy Tiên đã dành ra nhiều ngày để đưa Quang Linh Vlog cùng các thành viên team châu Phi đi ăn uống, tham quan những địa điểm nổi bật tại thành phố Hồ Chí Minh khi họ về Việt Nam. Đặc biệt, cô nàng đã dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu bé Lôi Con vì đây là lần đầu tiên cậu bé người châu Phi về Việt Nam. Ngày chia tay, nàng hậu Việt cũng gửi lời chào tạm biệt và mong muốn team châu Phi sẽ có thêm nhiều chuyến đồng hành cùng nhau. Vậy là chuyến đi của team Việt Phi trong những ngày qua sẽ tạm dừng tại đây. Mong tình cảm anh em sẽ mãi khăng khít để có thêm nhiều chuyến đi đồng hành cùng nhau nữa ạ. Mặc dù nhiều lần phủ nhận mối quan hệ trên mức bạn bè, đồng nghiệp, song mỗi khi xuất hiện bên nhau, Thùy Tiên, Quang Linh lại nhận về nhiều sự quan tâm, đặc biệt không hẹn mà gặp. Chiếc thuyền của họ lập tức được lập nên dù chính chủ liên tục phản đối. Sự ngay thẳng của Thùy Tiên và Quang Linh Vlog dù khiến không ít người tiếc nuối, song hơn hết họ hiểu rằng đây chính là những người trẻ tử tế. Họ không lợi dụng sự nổi tiếng, họ không lợi dụng mối quan hệ để được công chúng quan tâm để làm truyền thông, mà họ ngay thẳng với mọi vấn đề, đặc biệt là mối quan hệ tình cảm, để rồi họ nhận lại nhiều sự yêu thương hơn từ công chúng. Mãi mãi là một team, cùng nhau thực hiện những dự án ý nghĩa, mãi mãi là những người anh em bạn bè tuyệt vời của nhau, yêu team Việt Phi rất nhiều. Team Việt Phi đã mang đến cho chúng tôi nguồn năng lượng tích cực, một món ăn tinh thần vô giá, lan tỏa những điều tốt đẹp từ những con người tử tế đến với cộng đồng. Cảm ơn và chúc cả team sẽ mãi giữ được tình cảm đẹp như thuở ban đầu và mãi đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường sắp tới. Chúng tôi sẽ luôn cổ vũ và ủng hộ các em. Thấy Quang Linh với Thùy Tiên, đúng kiểu người trẻ biết nghĩ luôn, không đu theo bất cứ điều gì để tạo sự chú ý, đơn giản và chân thành. Quan trọng nhất vẫn là năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người. Đây chỉ là số ít những bình luận gửi đến Thùy Tiên và team châu Phi nói chung, Quang Linh Vlog nói riêng. Còn bạn có cảm nhận như thế nào về họ?